Mình ơi, Mình ơi, Mình ơi. Mình lại nằm mơ. Trong giấc mơ, mình thấy anh Kiên bị kẻ thù tra tấn dã man, toàn thân sương máu. Cầu mong cho anh được bình an. Đã mấy năm rồi, từ lúc chia tay, mình cứ đi biển biệt, không một dòng tin hỏi thăm nhắn gửi. Em nhớ mình và lo lắng cho mình lắm. Mình ơi, cha, cha, tí, mẹ ơi, cha về rồi hả mẹ? Cha con vẫn chưa về. Cha ơi, cha ơi, cha, tí, cha con chưa về thật mà. Sao kỳ vậy mẹ? Hồi nãy con nằm mơ thấy cha về, con chạy ra cửa đón cha. Mẹ biết không? Thấy con cha vui lắm, tay nắm chặt bàn tay. Cha ngắm con ngắm hoài, vác trên vai súng dài. Cha quay hùng lắm luôn, cha về cha ở đâu? Tí ngoan, đó chỉ là giấc mơ thôi con à. Nhưng mà con thấy rõ ràng, cha hôn lên trán con, cha còn cho con thiệt nhiều đồ chơi nữa. Con vui lắm. Vậy mà con ngoan, mai mốt cha con về, chắc chắn sẽ cho con nhiều quà như trong mơ vậy đó. Thiệt không mẹ? Thiệt con à. Con nhớ cha lắm mẹ ơi. Mẹ biết, mẹ biết mà. Bây giờ nghe lời mẹ, ngủ tiếp đi con. Con không muốn ngủ đâu. Đêm còn dài lắm, con phải ngủ. Ngủ cho mau lớn, để mai mốt cha con về, nhìn thấy con khỏe mạnh cha mới vui. Con hiểu không nè? Dạ, con hiểu rồi. Ngủ đi con. Giờ này mình ở đâu, có được bình an hay không? Mỗi lần nghe con trẻ gọi cha mà lòng em sẽ thắt nỗi niềm đau.
giọt lệ trào tuôn, đồng thành nỗi u buồn. Mình đã xa nhau đằng đằng mấy năm trường, nhớ ngày tiễn đưa mình lên đường xa chiến trần. Mình dặn em rằng hãy ở lại quê hương, nuôi dưỡng con thơ chờ ngày tan bóng giặc. Thống nhất non sông ta sẽ sinh dậy, vẫn còn xa nên thương nhớ mãi đông đầy. Dù nhớ thương mình bao nhiêu, em cũng không để lòng mềm yếu. Em vẫn tham gia cách mạng, vẫn đấu tranh để xứng đáng là vợ của mình, là niềm tự hào của con trẻ mình à. Bắt con nữ dân cộng đó. Các ông, các ông làm gì vậy? Sao tự dưng lại bắt tôi? Mày đừng có giả vờ như chẳng biết gì. Mày là con nữ dân cộng nguy hiểm vô cùng. Các ông nói gì tôi không hiểu. Thả tôi ra. Những gì liên quan đến mày, chúng tao đã có tất cả. Mày là Nguyễn Thị Mến, là tổng thư ký ban chấp hành phụ nữ Việt Nam, hoạt động công khai ở miền Đông Nam Bộ, tham gia các phong trào đấu tranh, đòi thi hành hiệp định Geneva, bảo vệ hòa bình, thống nhất đất nước. Mày thật lợi hại. Cả Sài Gòn và vùng Đông Nam Bộ này đều nghe lời hô hào của mày mà chống lại chính nghĩa quốc gia. Rồi mày sẽ thấy sức mạnh của chính phủ Cộng hòa là như thế nào. Dạy nó đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, thả mẹ tôi ra. Mẹ ơi, mẹ. Trung, Kiên, hai đứa có sao không? Con không sao chú à. Con cũng vậy. Con cũng không sao đâu chú à. Mấy đồng chí kia đâu hết rồi? Hay là họ đã... Họ đã thoát được ra khơi rồi chú. Có lẽ giờ này họ đang lên đên trên biển. Vậy thì mừng quá. Thôi thì cứ liều một phen, mai ra còn có cơ hội sống sót để mà đánh giặc, rửa thù. À, mà sao hai đứa bị bắt trở lại vậy? Bè của tụi con ra khơi thì gặp bão, một chiếc bị sóng gió đập tan tành, chỉ còn một chiếc duy nhất. Chúng con bám vào đó, gió đổi chiều đẩy bè trôi dạt trở lại. Bọn chó săn phát hiện một chiếc bè không thể chở hết mọi người. Con và Kiên quyết định ở lại đánh lạc hướng bọn chúng, để các đồng chí ấy có cơ hội thoát thân. Sự hy sinh vì đồng đội, vì đất nước của các cháu vô cùng cao cả. Còn miếng nước nào không chú? Con khát quá. Không còn giọt nào cả. Hai đứa cố gắng chịu đựng đi. Bọn chúng thật là tàn ác mà, dùng cực hình tra khảo để đè bẹp ý chí đấu tranh của chúng ta mà. Chúng đã lầm. Bởi càng lắm khổ đau thì ý chí càng cao. Một giọt máu rơi khơi ngọn sóng dâng trào. Bao năm tháng dân mình hoang mang vì lũ xoáy làng. Ba đâu màng kiếm nguy tính mạng, tranh đấu ngoan cường cho đất nước mai này dần chưa thắp sáng lại yêu thương. Đường ta đi hiểm nguy chờ chừng, nhưng chân lý niềm
tình luôn sáng rực trong tim, quyết tâm xua hết bóng đêm để cho dân sống cảnh ấm êm. Đêm đêm tiếng mẹ ru hời vang vọng một dải non sông, bình yên thơ mộng say nồng bao khát vọng. Khát vọng hòa bình, vì hòa bình chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Phải, chúng ta những người chiến sĩ cách mạng quyết một lòng hy sinh vì tổ quốc. Hay lắm các đồng chí, thà chết vinh hơn sống nhục. Khát quá, tôi chịu không nổi nữa rồi. Tôi cũng vậy. Trung, Kiên, tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi con. May quá, nó vẫn còn sống. Vừa đói vừa khát nên nó ngất mà thôi. Kiên ơi, Kiên, thật tội cho tụi nó. Núi sông điều tàn lầm than ta bền gan, đấu tranh ngoan cường bao năm trường, gió sương dầm chán. Nơi nơi tiếng hát của ai sao thân quen quá. Lẽ nào như vậy? Lẽ nào là em? Tiếng hát quá đổi ngọt ngào, trong như tiếng suối, mềm như tơ lụa. Tiếng hát đã làm cho lòng ta xao xuyến. Tiếng hát đã khiến cho ta quên hết nỗi đau trên da thịt. Tiếng hát như đưa ta về một thuở bình yên.
chim hải âu. Biển quê mình vô cùng đẹp, quê hương mình đâu đâu cũng đẹp. À, biển ơi, biển đẹp lắm. À, biển ơi, biển đẹp lắm. Ta yêu những ai yêu biển. Kim em nhìn kìa, em có thấy gì không? Những cánh chim hải âu. Phải, những cánh hải âu nô đùa trên muôn ngàn lưỡng sông. Tiếng hót trong veo như khúc hát thanh. Có lẽ những cánh hải âu kia đang rất hạnh phúc. Chúng hạnh phúc vì được sống giữa bầu trời tự do của riêng chúng. Có phải anh đang muốn so sánh cuộc sống tự do của những cánh chim hải âu với kiếp đời nô lệ của dân tộc ta hay không? 3 ngày trước, vì không chịu được cảnh sống mất tự do nên ông đã kiên cường đấu tranh giữ nước. Và rồi ông đã hy sinh. Khi ấy anh mới vừa 7 tuổi. Mẹ anh vừa làm cách mạng, vừa nuôi dưỡng anh đến ngày khôn lớn. Vì lẽ đó mà anh sớm nhận thức được sự thiêng liêng, quý giá của tự do. Đúng vậy. Mùa hạ cuối cùng, mai mốt này chúng mình mỗi đứa một nơi, không biết có còn gặp nhau nữa hay không. Quê hương ngập tràn khói lửa, không ai biết trước ngày mai mình sẽ ra sao. Anh đã quyết định hướng đi cho mình phải không? Phải, anh sẽ lên đường theo tiếng gọi của non sông. Còn em thì sao? Ba mẹ muốn em theo học bác sĩ. Em cũng thích ngành ấy lắm, vì ngành ấy có thể giúp em cứu chữa cho đồng bào của mình khi họ bị bom đạn sát thương. Vậy là anh yên tâm rồi. Nếu lỡ mai này anh bị bom đạn anh không được nói gỡ. Thì anh chỉ nói nếu thôi mà. Anh có biết người ta lo, người ta sợ điều đó lắm hay không? Kim,
Anh muốn được giữ chặt bàn tay của em mãi mãi như thế này. Nhưng cuộc chiến ngày càng khốc liệt. Không biết em sẽ chờ anh. Nhất định, nhất định anh sẽ trở về. Mến ơi, không biết bây giờ em và con có được bình an hay không? Anh nhớ mình, anh nhớ con lắm. Mình ơi, anh đi ngang mình. Dạ. Mình bây giờ xa nhau ơi, biết bao đêm dài nhớ ai sương lạnh bên ngoài vắng. Mình nhìn nhau thiết tha, cách xa hôm nay mai sẽ xuân về. Đường xa mấy cần mình ơi xin giữ thân. Mình đừng bâng khuâng, tổ quốc đang cần ăn ra chiến trận diệt thù xâm lăng. Dòng lệ tuôn rơi trong giờ phút chia ly, người đi kẻ ở. Nhưng không hiểu sao lòng em lại nghẹn ngào nức nở khi biết mai đây ta cách trở. Sẽ ra đi tranh đấu chốn xa trường, em ở hậu phương u buồn thương nhớ, đêm vẫn thẫn thờ chờ đợi bóng chính nhân. Giây phút chia lìa và thấy bâng khuâng, em đã cố gắng sao lệ vẫn chẳng hoàn. Nhà này yêu quạnh kể từ đây, khi kẻ chân mây nhớ thương người cuối biển. Đừng nên lưu luyến mà chi,
ngoài kia bao kẻ chia ly, anh phải cất bước ra đi vì yêu núi sông quê mẹ. Lòng mẹ sao xuyến tràn dân, ngoài sân sương chân ngờ dặn xa chân từ đây thương nhớ đông đầy. Giây phút chia ly người đi kẻ ở, hỏi ai không nức như nở. Chồng vợ đối phương sao tránh khỏi đoạn trường, nhưng mình ơi con đường anh đi đó, dù sương gió giãn dài dù đầy dây nguy nan, anh vẫn đi vì tiếng gọi của giang sang, vì muốn giãn người vẫn đang lầm than quan hận. Hẹn một ngày mai tàn lửa binh chiến trận, lo dẫn nước yên rồi anh về lại quê xưa. Tại em thấy hơi lo lắng bâng khuâng nên mới nói vậy, chứ em hiểu, mình đi vì lý tưởng mà. Mình cứ yên lòng lên đường ra trận, em không sao đâu. Em sẽ kiên cường hơn khi vắng xa mình. Em sẽ cố gắng để xứng đáng là vợ của mình. Mình đi đi, nhớ bảo trọng nghe mình. Anh biết rồi. Mình ở nhà giữ gìn sức khỏe nghe. Thay anh nuôi dạy con thơ nghe mình. Ngày thống nhất non sông anh sẽ trở về. Em sẽ ở lại quê nhà, đợi chờ ngày vợ chồng ta sum họp. Anh nhất định sẽ trở về. Em luôn mong chờ ngày ấy. Mình buổi ngồi cầm tay nhau, phút chia xa nghe lòng dâng dâng. Người đi cách xa dặm trường, em ở lại đêm ngày thương nhớ. Chờ mong người chốn xa, năm tháng trôi qua chân đâm đà thủy chung. Trao nhau luôn thắm đến mai sau, tiếng sao xuyên vạt vào ngạt ngào yêu thương. Dẫu hai đứa hai phương chiều tim anh tà dương, đôi mắt buồn nhìn nhau phút này, anh sẽ về ngày mai xuân. Trời sắp tối, sương lạnh xuống nhiều. Mình chờ em một chút nha. Ngôi nhà này mình đã nhiều năm gắn bó, giờ phải đi xa. Mình
mình. Chiếc áo này em may cho mình, mình hãy mang theo để sưởi ấm khi đêm dài gió rét. Cảm ơn mình, anh sẽ mang nó theo suốt cuộc hành trình, để lúc nào anh cũng thấy có mình bên cạnh. Anh đi nghe mình. Dạ. Ta là người lính, là người lính của Bác Hồ. Chúng ta không được phép khóc, không được phép yếu mềm trước kẻ thù hung bạo. Nhưng nếu khóc vì mẫu tử phân ly, hãy khóc đi cho vơi nhẹ đau buồn bao năm trường riêng mang. Khổ đau ngàn cái trong đời, chú đang nhớ về ngày tháng xa xưa, nhớ dáng hình người mẹ già nua phất phơ tóc bạc gió lùa. Đã bao mùa nhớ mong, chú vì non sông đã rời xứ xa nhà, để mẹ già một bóng bơ vơ chờ con mắt lệ quen mờ. Hôm sớm ra vào nắng giờ đây đã về nơi vô tận, để chú một thân đơn độc giữa dương trần. Tình mẹ thiêng liêng cao cả vô ngần, vì con mình chẳng tiếc chi thân. Chú ba, chú nói vậy có nghĩa là má chú đã hy sinh. Lúc chú còn hoạt động ở miền Đông, chú đã bị bắt và chúng giải chú vào nhà lao Chí Hòa. Ở đó bọn chúng tra khảo thế nào chú cũng không khai báo. Hết cách, chúng đã nghĩ đến cách dùng má chú để uy hiếp chú. Chúng đã lầm. Má chú là người phụ nữ kiên trung, nên bà đã đập đầu tự tử trong nhà giam. Để cho chú yên tâm làm tròn bổn phận, bà không muốn chú vì bà mà làm kẻ phản bội đất nước quê hương, để suốt đời mang trọng tội. No!
nên trước lúc đi xa bà cầm dồi tay con căn dặn đôi lời: hãy trung dũng kiên can, đánh đuổi thù chung gìn giữ đất trời. Lời dặn thiêng liêng trước khi bà nhắm mắt du ký khắc trong lòng đơn giản ngày sau. Nên dù chịu cực hình đau đớn chốn nhà lao, lòng chú chẳng nuốt nao cũng không hề lo sợ. Quyết cùng nhân dân đánh đuổi phường mang rợ, trả nợ non sông cho dần dương mãi soi hồng. Không ngờ chú lại có một quá khứ đau buồn đến vậy. Bấy lâu nay chú đã giấu kín quá khứ, biến đau thương thành sức mạnh. Sao hôm nay chú lại xúc động như vậy? Có phải chăng vì tiếng hát kia? Phải, phải. Tiếng hát ngân nga kia đã khơi dậy trong lòng niềm thương nỗi nhớ cho dòng lệ rơi. Ngờ như những tiếng ru hời của thời thơ dài đêm dài má ru con. Chính lời ru ấy đã tiếp thêm cho chú nghị lực và niềm tin khi chú nhớ lại lời má chú căn dặn: phải kiên cường chiến đấu, dù phải hy sinh tính mạng của mình. Thà chết dinh còn hơn sống nhục, phải đuổi hết bọn xâm lăng ra khỏi bờ cõi quê hương. Phải kiên cường chiến đấu, dù phải hy sinh tính mạng của mình. Thà chết dinh còn hơn sống nhục, phải đuổi hết bọn xâm lăng ra khỏi bờ cõi quê hương. Mình ơi, chồng của tôi đây mà. Mình ơi, vợ của tôi đây mà. Ê, hú hồn hú vía dạng cơm với bà khía. Chuyện gì vậy cha nội? Nghe gì không? Có, hình như là ma. Tào lao, ma đâu ra? Mày nghe kỹ đi. Có tiếng hát. Nghe tiếng hát, nhớ nhà quá. Nhớ ba má và mấy đứa em của tao nữa. Tao cũng vậy. Tao nhớ má tao quá. Lâu rồi theo chân bọn ác ôn, suốt ngày chỉ biết bắn giết. Tao tưởng tao đã trở thành sắt đá rồi chứ. Ai ngờ. Khi tiếng hát ngân nga, lòng nghe buồn thương da diết. Ôi biết bao năm qua rời xa
mãi là thân thương. Ta đã xa quê hương, xa tình thương, nên lòng luôn rải rích. Thao thức đêm qua đêm, niềm đau nhói nhói trong tim. Tìm đâu ngày xưa ơi, thời ngày thơ ước mơ trong ngần. Mình xa dần tuổi thơ, khi bàn tay ta nhuốc nhớ tuổi tình. Làm lênh lác như tao với mày á, nghĩ cũng khổ. Mình không có quyền, có chủ ý riêng cho mình. Mọi chuyện đều theo thượng lệnh mà thi hành. Mình có lỗi với đồng bào nhiều quá. Tại chúng ta đã dính đầy máu của biết bao chiến sĩ anh hùng. Tao với mày cùng cảnh ngộ, là nông dân bị bắt quân dịch và... Thế nào? Hai thằng bay cũng bị tiếng hát ma quái ấy làm mềm nhũn đi rồi à? Thượng sĩ, tiếng hát ấy không đơn giản chút nào. Tụi bay mau theo tao đi tìm cho ra tiếng hát ấy. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Nhìn qua sông sắc gặp mình, chị xa gan tấc mà thành mến mong. Ra đây nào phải thăm chồng, xa cơ mình bị gông cùm trước tôi. Tình yêu lẽ sống trên đời, ngục tù cốn đảo nhắc lời thề riêng. Còn chưa bẻ gãy xích xiềng, gặp nhau ta nói bằng tiếng nghe mình. Mình ơi, bao năm dài vợ chồng mình xa cách, không ngờ ngày gặp mặt ta lại gặp nhau trong cảnh ngộ này. Chỉ cách một phòng giam mà như nghìn trùng xa cách. Hai đứa mình lặng lẽ nhìn nhau, nghe niềm xuyến sao đông đầy. Bao tháng ngày qua lao tù xác thân hào gầy, nhưng còn đây đây với nỗi nhớ trong ngần ước mơ. Thương tiếng ru con âu ơ trở trăng từng đêm. Ánh trăng qua thềm nghiêng soi mình em đơn bóng, ngóng trong tình chồng chờ mong cõi lòng quanh không. Trong tù nhận được bài thơ của người bạn gái làm tin cũng tù. Ý thơ hung đúc niềm tin, lời thơ rắn rỏi như tơ lòng mình. Cùng nhau giữ vẹn niềm tin, trận tiền cốn đảo nay thành có đôi. Mình ơi, em rất vui khi biết mình vẫn còn sống.
càng vui hơn khi biết mình vẫn trọn lòng sắt son với đảng, vẫn trung thành với cách mạng, vẫn giữ vững ý chí, niềm tin dù bị tù đài lao khổ. Em tin mình ơi. Ngày mai khi nước non thanh bình, đôi mình vui phút giây trùng quan quên hết gian nan, qua lời ca vang câu hò quang lưng lỡ mấy ngàn càng sâu cái đắng. Càng sâu cay đắng đến khi mình giành chiến thắng, thương nhớ trào dâng đầy vơi nắng mai lên người sáng chân trời. Bình ơi, ngày vui ấy sẽ tới, hãy kiên cường chờ đợi nghe mình. Rồi đây vợ chồng mình sẽ sum họp bên nhau trong ngày nón sông thống nhất. Anh sẽ kiên cường chờ đợi, vợ chồng mình sẽ sum họp bên nhau trong ngày non sông thống nhất. Cô khát nước không? Tôi lấy nước cho cô uống nghe. Cô khinh bỉ những kẻ như tôi lắm chứ gì? Không phải ai theo giặc cũng là tự nguyện, cũng là kẻ bán nước cầu vinh đâu cô à. Tôi chẳng qua vì hoàn cảnh ép buộc mà thôi. Tôi đã từng nghe tiếng hát của cô. Cô hát hay lắm. Tiếng hát ấy đã khơi lại trong tôi biết bao nhiêu hoài niệm. Ký ức ấy, trong bom đạn chiến tranh, tưởng đã bị biến thành cát bụi tro tàn. Thời gian chôn sâu vào dĩ vãng, tôi cơ hồ ngỡ rằng mình quên lãng. Nhưng tiếng hát lúc canh tàn đưa hồn tôi tìm về xóm cổ làng. Sùi sục gió mưa, tôi bị đưa đi cùng bao trai tráng trong làng. Bước chân theo bọn hung tàn báo ác, tay quen cầm cài giờ mang súng dài giết hại đồng bào ta. Tôi biết bàn tay tôi đã gây nhiều tội ác, nhiều lúc tôi muốn tự sát cho xong, nhưng tôi không đủ can đảm. Làm ơn cho tôi xin chút nước. Cô chịu nói chuyện với tôi rồi hả? Cô không còn khinh bỉ tôi nữa phải không? Đúng rồi, ánh mắt của cô, ánh mắt của cô không còn nhìn tôi bằng cái nhìn khinh bỉ nữa. Tôi cảm ơn cô, tôi mừng lắm. À, để tôi lấy nước cho cô uống nghe. Cô uống đi. Cô uống nữa không? Tôi rót thêm. Tôi không uống nữa. Cảm ơn anh.
Tôi cảm ơn cô mới đúng, vì cô đã hết xem tôi là rác rưởi. Tôi nhớ có lần tôi về quê, khi gặp tôi thì bà con làng xóm ai cũng xa lánh tôi hết, ai cũng chửi tôi là chó săn. Họ ném vào tôi những ánh mắt khinh bỉ. Còn ba má anh? Má tôi khóc thật nhiều, ba tôi thì không khóc, không nói gì hết. Nhưng tôi biết ông rất đau khổ. Không có cha mẹ nào muốn con mình trở thành kẻ thù của dân tộc cả. Còn vợ con anh? Tôi chỉ mới có người yêu, chúng tôi ở cùng một xóm, hai đứa đã phải lòng nhau và cùng hứa hẹn ngày sau sẽ nên chồng nên vợ. Nhưng có ngờ đâu tôi bị bắt đi theo phường mang rờ, cách trở đôi phương nên chuyện tình kia đẫm ướt lệ đau buồn. Chinh chiến đã gây ra bao quán trái đoạn đường, lần về cố hương hay tin người thương đã mất, tôi nghe tim mình quặn thắt nỗi niềm đau. Đường làng chiều nào hai đứa chung bước bên nhau, tay trong tay gửi trao hẹn thề son sắt, nhưng khói lửa chiến tranh còn chưa nguôi tắt thì hình bóng kia đã vùi sâu trong lòng đất lạnh muôn đời. Tôi thấu hiểu nỗi đau của anh. Tôi biết chính những kẻ mà tôi vác súng đi theo đã gieo đau khổ cho dân tộc này. Biết bao nhiêu gia đình ly tán, biết bao kẻ phải chết oan, trong đó có người yêu của tôi. Anh biết vậy, sao anh còn tiếp tục theo họ? Tại tôi đã dính đầy máu đỏ, tôi không còn biết phải làm sao bây giờ. Cách mạng luôn khoan hồng cho những người biết quay đầu cải hối. Cô nói thật. Chúng tôi giữ vững quan điểm đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Chúng tôi luôn dang rộng vòng tay đón nhận các anh khi các anh từ bỏ con đường xấu xa, đi theo ánh sáng của cách mạng. Tôi thật không ngờ cách mạng là khoan hồng như vậy. Ấy vậy mà họ luôn nói với chúng tôi những con người ở chuyến tuyến bên kia rất xấu xa. Chết 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 rồi. Gì mày? Quy à thừa ơi. Chuyện gì? Chính quyền Sài Gòn sắp sụp đổ tan rã. Sao mày biết? Lúc nãy ông Chu đi họp khẩn, có tin báo là Phước Long đã giải phóng và họ tiên đoán đại quân sẽ tiến về Sài Gòn và có thể Sài Gòn sẽ giải phóng trong nay mai. Sài Gòn sẽ giải phóng trong nay mai, cách mạng sẽ thành công. Đúng rồi, hay tin chính quyền Sài Gòn có khả năng sụp đổ, ông Chu tức giận lắm. Có thể tất cả tù nhân ở đây sẽ bị thủ tiêu đó. Thủ tiêu? Thủ tiêu. Chết cha rồi thừa ơi. Tao lỡ miệng tao nói hết chuyện cơ mật rồi. Không sao đâu, tao với mày chết để đền tội cũng đáng mà. Cởi trói cho cô ta. Dạ. Mời cô ngồi. Chắc cô biết lý do vì sao cô bị giải tới đây rồi chứ? Tôi không biết. Cô có giọng hát rất hay. Một nữ sinh trường y tham gia phong trào đấu tranh của sinh viên và bị bắt. Tôi muốn làm một cuộc trao đổi với cô. Không có gì để trao đổi cả. Có đấy chứ. Tôi cần giọng hát của cô. Đổi lại, cô sẽ được tự do. Ý ông là... Thay vì dùng tiếng hát kia để nung đúc ý chí cho bọn tù nhân kia, thì cô hãy làm ngược lại. Dùng tiếng hát liêu trai ấy làm mềm nhũn tinh thần đấu tranh của chúng, để chúng quy thuận chính phủ quốc gia. Cô nghĩ sao về điều kiện trao đổi này?
Tôi không đồng ý. Đó là một quyết định ngu xuẩn. Một lần cuối, tôi hỏi cô đồng ý hay không. Tôi không bao giờ thỏa hiệp với lũ ác gian, và cũng không bao giờ đứng cùng chuyến tiến với quân phản bội. Khốn kiếp! Mày lấy đinh búa ra đây cho tao. Dạ. Rồi mày sẽ được thưởng thức một trong 24 món đoàn tra khảo tù nhân của tao. Bọn Việt Cộng chúng mày gan lì lắm. Để tao xem thịt da chúng mày cứng hay là sắt thép nhà tù tao cứng. Thượng sĩ, giữ chặt tay nó lại. Nếu bây giờ mày chịu hô vang chính phủ Việt Nam Cộng Hòa muôn năm thì tao sẽ tha cho mày. Hô đi, hô đi. Hô đi, hô đi. Hãy im hết đi, hỡi lũ sói lang tham tàn bạo ngược. Ta đã hiến dâng đời mình cho quê hương đất nước, nên đứng trước nguy nan lòng vẫn ngoan cường. Chấp nhận hy sinh làm một vì sao soi sáng đêm trường, dẫn lối đưa đường muôn người ra chiến trận, đánh thắng quân thù rửa hận non sông. Cuộc chiến này, cuộc chiến này nhất định phải thành công. Đảng với dân đồng lòng sống trận, sức mạnh đấu tranh là quán sâu thù nặng cho chiến trận. Chết đến nơi mà vẫn còn lão xược. Nói đi, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa muôn năm tao sẽ tha cho. Không. Động tiếp. Mày có chịu hô không? Tao hô. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Đánh nó cho tao. Không, dùng cái không được dùng cái thành đối với tù nhân nữa. Mẹ nó, lũ khốn kiếp. Giờ sao hả thượng sĩ? Hả? Các đồng chí ơi, tôi không sao. Các đồng chí hãy yên tâm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Đêm qua, nhờ sự đồng lòng của chúng ta mà một đồng chí nữ đã được cứu. Nhưng chúng đã thả khói cay vào tất cả các phòng giam để trả đũa chúng ta. Hèn hạ thật. Mặt mũi chúng ta bây giờ khai nước tiểu quá. Trong tình thế đó, không còn cách nào khác, phải dùng nước tiểu rửa mặt để tránh bớt khói cay thôi chú à. Chú ba, có tin vui đó chú. Tin gì vậy? Hồi trưa, lúc đi ra lấy cơm, còn nghe mấy thằng lính bàn tán với nhau. Bọn chúng nói gì? Các đồng chí của chúng ta hôm rồi vượt ngục về đất liền một cách bình an. Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi. Đúng là kỳ tích mà. Không uổng công chúng ta hy sinh vì các đồng chí ấy. Bọn lính đọc nhật báo nói là các đồng chí ấy may mắn được các tàu đi biển cứu sống, đùm bọc chở che nên họ được bình an. Các đồng chí ấy đã được trở về với đảng, với đồng đội rồi. Ta phải vui lên, ta phải vui lên. Rồi các đồng chí ấy sẽ góp sức cho cách mạng sớm thành công.
cô gái ấy không biết sao rồi. Cô ấy chắc bị hành hạ đau đớn lắm, nên đêm nay cô ấy đã không hát. Đồng chí ơi, đồng chí ơi, đêm nay tôi đã mỏi mòn chờ nghe giọng hát của đồng chí. Tốt rồi, tốt rồi. Nhưng tiếng hát của đồng chí đêm nay không cao và không vang bằng những đêm trước. Đồng chí bị đau lắm phải không? Dù vết thương có đau buốt rã rời, nhưng tiếng hát của tôi vẫn theo gió bay xa. Qua cửa lao tù xua mây mù tối tăm, sưởi ấm lại tình thâm. Quên cảnh giam cầm đau thương, lời ca dương dân u buồn, giang giữa đêm trường như sương lạnh, khiến ta chạnh lòng. Mạch cảm khơi dòng nhớ thương, quê hương bình biển lời ca. Ngày mai ta giành độc lập, trong tim mình tràn ngập yêu thương. Tiếng hát du dương vang bốn phương trời, mãi sáng ngời ánh dương. Đồng chí đã đem tiếng hát lời ca dệt gấm thiêu qua trong ngục tù băng giá, để giúp đồng đội vượt qua nghiệt ngã đau buồn, để vững bước chân đi hết một chặng đường. Tiếng hát thê luôn khơi nguồn oán hận, hận những kẻ tham tàn như bầy lũ sói. Bọn chúng đã tàn phá xóm làng, cho vượng ruộng khôn quân gieo cảnh tóc ta nơi nơi gian lời than tiếng quang. Nhưng lời ca của cô cũng đôi khi bừng sáng như nắng hạ, chói chang xua tàn đêm tối mịt mùng. Dù cho đau khổ tận cùng, ta không chùng bước quyết dậy dùng đấu tranh. Ngày mai trời biển xanh xanh, ta giành độc lập đánh tan phường ngoại xâm. Không biết từ bao giờ
Đêm đêm tôi vẫn luôn thấp thỏm đợi chờ nghe tiếng hát của đồng chí. Tiếng hát xoa dịu nỗi đau, làm ấm lòng tôi trong ngục tối lao tù. Đồng chí ơi, miền Nam sắp giải phóng, cách mạng sắp thành công. Đồng chí hãy nói cùng những đồng chí bên ấy, hãy kiên cường hơn, chúng ta sẽ tự do, hân hoan nhìn đất nước thống nhất. Thật vậy sao đồng chí? Thật vậy đồng chí à? Chúng tôi luôn kiên cường, đồng chí hãy yên tâm. Kiên, có phải em không? Có đúng là em không? Rồi, các người đưa tôi đến đây để làm gì? Thả ra, thả tôi ra, thả tôi ra. À, ai đó? À, anh Kiên, Minh, Minh ơi, bình tĩnh lại đi Minh, Minh ơi. Mến có phải không? Em đây Mình ơi. Mình bọn chúng biết tin miền Nam sắp giải phóng nên tra khảo chúng ta kinh khiếp lắm. Có thể chúng sẽ thủ tiêu tất cả chúng ta. Đúng vậy, chúng đã biết chúng ta là vợ chồng nên... Mình ơi, mình có sao không mình? Mình ơi, mình đừng làm em sợ. Mình có sao không? Anh không sao, mình đừng lo lắng. Anh không sao. Mình ơi, nhiều năm dài chúng ta cách mặt, cứ ngờ rằng mình đã mất. Dán theo bước hành quân. Lưng đèo đêm vắng dừng chân, lòng bâng khuâng nhớ tiếng con khờ, nhớ người vợ chờ trong bờ mi buồn lễ đồng. Bởi chưa tròn ước mong, non nước chưa yên, anh chưa thể quay về. Mình ơi, mấy năm qua xa cách phương trời,
chỉ một giấc mơ. Mến ơi, tay nắm tay nhau, mừng tôi dâng cao nên nghẹn ngào xúc động. Hiện thực là đây mà ở trong giấc mộng, chồng vợ bên nhau vui phúc sum vầy. Mình gặp nhau đây giữa chốn lao lung trong cảnh tù đài, bao năm dài vợ chồng chia biệt, anh biết vợ hiền đã chờ đợi. Đêm từng đêm trăng trở tiên ru con, giấc ngủ hao mòn vì niềm thương nỗi nhớ. Bởi với non sông anh vẫn còn nắng nở, nên nghĩa vợ chồng anh chưa tròn bổn phận. Bao năm dài đêm trắng đêm u hoài, lạnh lùng heo mây, chờ mong chờ bước ai, nơi mới tranh quay lại để chơi ta. Lòng luôn nhớ thương đầy vơi, mình ơi chớ nên u buồn, vì quê hương anh hiến dâng đời trai. Em biết mình sẽ đi vì nghĩa cả, vì nợ nước phụ nhà con quặng nặng đôi nên kể từ ngày hai đứa chia tay, em ở mái tranh chờ anh trở lại. Từng đêm dài chắp tay giang vai nơi chiến trường xa, mình mãi được yên bình. Lòng em son sắt vẹn vẹn chờ ngày thống nhất đôi mình bên nhau. Bây giờ giữa chốn tù lao gặp nhau, dòng lệ nghẹn ngào tuôn rơi. Được gặp lại nhau, anh thấy chúng ta vô cùng may mắn. Dù rất có thể cuộc gặp gỡ này chỉ ngắn ngủi mà thôi. Mình à, con chúng ta sao rồi Mình? Con chúng ta con của chúng ta sao hả Mình? Con của chúng ta đã Đã sao hả Mình? Đã chết rồi Mình ơi. Chết? Sao lại chết? Tại sao con chết hả Mình? Là chúng, tất cả là chúng, chính bọn chúng đã giết chết con chúng ta, chính bọn chúng là thủ phạm. Con ơi, tí của ba, ba.
ấy. Trong cái đêm em bị bắt, cô của chúng ta đã chạy theo giang xin chúng hãy thả em ra. Chúng chẳng những không thả em mà chúng còn nổ súng. Mình ơi, chúng đã giết chết con mình, chia biệt cốt nhục thâm tình. Đau thương nung nấu trong lòng, thù hận mãi chất chồng, quyết bẻ gãy xiềng gông. Tình thắm nghĩa trong tí ơi, con hãy an lòng hãy ngủ sai nồng. Hận thù cha biết rửa xanh. Hận thù này nhất định phải trả. Cho nên chúng ta cần phải sống, sống để chiến đấu vì thù nhà nợ nước. Sống để chiến đấu vì thù nhà nợ nước. Trả thù bằng cách nào? Khi chúng bay đã bị giam giữ nơi địa ngục trần gian này, chịu thua đi, đầu hàng chính phủ quốc gia đi, để vợ chồng được đoàn tụ. Chó săn, ngậm ngay cái mồm chó tanh hôi của mày lại đi. Lão, mày chưa thưởng thức các món đồ trà tấn của tao nên mày chưa sợ chứ gì. Tụi bay, dạ, chuẩn bị cực hình. Chúng bay định làm gì? Rồi chúng mày sẽ biết. Thượng sĩ, dụng cụ đây. Để tao chơi với vợ chồng. Tao nghĩ mày cũng có lá gan bằng thép, nên tao đánh đập mày, mày cũng không sợ đâu. Cho nên tao muốn mày chứng kiến cảnh thằng chồng mày bị tra khảo. Tụi mày bắt dán vào người thằng Việt Cộng đó. Không, Bình ơi, Bình ơi! Người chiến sĩ cách mạng trước mặt quân thù tuyệt đối không được mềm yếu, dũng cảm lên mình, hãy kiên cường đón nhận cái chết. Được chết vì quê hương, đó là cái chết vinh quang. Quân Lang Soái, chúng mày không phải là người mà. Rút móng con nữ Việt Cộng cứng đầu đó cho tao. Mình ơi, Mình ơi, tiếp tục cất hình. Để tao cho mày thưởng thức cái cảm giác nhổ răng nó xuống như thế nào. Các đồng chí phải cố lên nghe các đồng chí. Lo cho cái thân của mày đi.
tao chẳng có gì phải lo cả. Một khi tao đã theo cách mạng thì cái chết đối với tao chẳng có ý nghĩa gì. Gan lì lắm, rất có khí chất của kẻ cầm đầu. Dạo gần đây có rất nhiều cuộc nổi loạn của tù nhân. Tao đoán không sai, chính mày là tên đầu sọ. Chính mày đã kích động chúng nó, đúng không? Đúng. Mẹ mày. Sao? Không thể bình tĩnh được nữa rồi à? Sớm muộn gì, chúng mày và chính quyền tay sai của chúng mày cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Còn việc cộng chúng mày chỉ giỏi cái mờ, lời nói thì làm được cái con mẹ gì. Nhìn đi, mày và hàng vạn đồng bọn của mày trong phòng giam kia vẫn là những kẻ chiến bại. Mày chớ vội tự đắc. Cuộc chiến dẫu nhiều gian nan, nhưng kết quả thì đã chắc chắn. Chúng mày nhất định sẽ bại vong, bởi lòng dân đang oán hận chúng mày. Một bầy sói lang tàn nhân gian tham, cùng là dân tộc Việt Nam sao lại cam tâm sát hại đồng bào vì nhung gấm sang giàu. Đàn dây máu đào lương dân. Mày hãy tự thương thân, đừng kêu ghen. Khi tao điên cuồng, chỉ có một con đường, giết mày để uống máu tươi. Băng giết là một trò vui của những kẻ lòng thú mặt người, hả hê vui vẻ nói cười khi thấy bao người khổ đau. Dù trước dù sau, chung bay cũng sẽ suy tàn, bởi bạo ác tham tàn không thể thắng điều chính nghĩa. Thật là mái mỉa, mày đang chiến bại dưới tay tao, dù trước dù sau máu cũng sẽ đổ mà thôi. Mày giống như con chó hết răng thật, chỉ dám sủa mà không dám cắn. Tụi bay đánh chết mẹ nó cho tao. Cao ngạo nữa không? Tao nghĩ chỉ bấy nhiêu chưa đủ với mày. Lấy nước sôi. Dạ thượng sĩ. Trong đôi mắt mày bắt đầu lộ vẻ lo sợ. Mày xin tao đi, tao tha cho mày. Không, không bao giờ có chuyện đó. Thượng sĩ, đã có nước sôi à? Nói nó lại. Mày muốn làm gì? Tắm nước sôi cho mày. Chúng mày là giả thú mà. Nếu mày sợ thì mày hãy làm theo điều kiện của tao, tao sẽ tha cho mày. Chỉ cần mày bước lên lá cờ này, hát quốc ca và hô vang khẩu hiệu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, tao sẽ tha cho mày. Không, thà chết, tao nhất quyết không làm điều sỉ nhục đó. Tao không thể hát quốc ca của chúng mày, càng không thể bước chân lên lá cờ tổ quốc, lá cờ đã thấm máu cha ông và đồng đội của tao. Tao yêu dân tộc tao, tao quyết trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Giết tao đi, giết tao đi. Đồ ngu, tắm nước sôi nó. Dạ. Khoan, chính tay tao sẽ tắm cho nó. Sao, mày có chịu bước qua lá cờ tổ quốc của mày không? Được, tao sẽ bước. Nhưng trước khi bước,
hãy cho tao nói với đồng đội của tao. Được. Hỡi các đồng chí, hãy nghe tôi nói. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Hồ Chí Minh muôn năm. Thằng khốn! Thượng sĩ ơi! Thượng sĩ! Thượng sĩ ơi! Quân giải phóng tới rồi! Miền Nam đã giải phóng, Côn Đảo đã giải phóng, đất nước từ nay thống nhất, nhân dân Việt Nam từ nay sống trong tự do. Có được tự do phải đổ bao xương máu. Các đồng đội, đồng chí của ta, những người vừa nằm xuống, nhưng tên tuổi của họ sống mãi với thời gian, trường tồn theo năm tháng.